dưới cây nhà lá vườn đó cô, ở nhà chặt đến chợ bán luôn này. Rất là nhiều chuối các bạn. Không biết là hôm nay chuối rẻ hay chuối mắc. Chuối này mắc rồi. Mắc hả cô? Đó, dạ. Quen có ba chỗ hả? Đúng rồi, dạ, của cô hả? Dạ. Cô là bán gì? Bán bông. Bạn cô bán bông là bán gì nữa? À, bán là chuối hôm nay là khả năng mắc hay là rẻ đó? Mắc thật. Nhưng mà những ngày 28, 29, 30 là sẽ giá chuối mắc là để thì lúc đó mọi người mới biết nha. À, nhưng mà nhiều khả năng là chuối năm nay sẽ mắc. Ở đây bán rất là nhiều loại mắm, mắm đục, mắm trái, ở cả khai long nha. Đây là đồ khô. Ở đây mình mua gì dọn tết được không? Đặc biệt là các con mắm rồi các bạn, nhìn cả đời luôn. Đây là khu vực phía trong chợ. Mình thấy có quầy bánh thửng này, bánh thửng bút tài trời luôn nè các bạn. Nhìn vậy là ra tết rồi, bánh thửng thấy bánh thửng là ra tết rồi. Cô bán sao cô? 25 ngàn chục như thế này các bạn. Đút tại nơi mình thấy cô đút luôn, là mọi người đến đây mua thấy cô đút luôn là an tâm đảm bảo luôn á. Theo như các cô chị ở chợ chia sẻ là những ngày trước thì cũng rất là vắng. Mình thấy tình hình chung là đi chợ nào cũng vắng, nhưng mà hy vọng rằng còn mấy ngày nữa sức mua sẽ tăng lên. 3 ngày nữa quyết định luôn á. Các bạn thấy cô đút một tại chỗ luôn này các bạn. Cái này là cô đút bao nhiêu lâu là nó chín ta? Mấy phút, khoảng mấy phút cô? 70 phút. 70 phút mới chín. Dạ. Wow, gần chín rồi các bạn. Ở quê thì mọi người có thể là mua về để mà đãi khách hoặc là cúng. Cái này nếu mà ở xa mua thì cô có chuyển được không ta? Dạ, mình sấy rồi. Sấy rồi. Dạ. Dạ.
Ngày Tết cô có đút với con ngày thường đâu đút hả cô? Dạ. Cô nói là ngày Tết mới đút bánh sửng tài trợ như thế này nha. Còn ngày thường là cô đút cô bán hay là sao? Ngày thường cô có đút cô có bán không? À. Rất là hiếm khi gặp cảnh cô đút bánh thửng tài trợ như thế này. Chỉ có ngày Tết mới có thôi nghe các bạn. Bột hẹ hả cô? Bột hẹ là bột sao ta? Bột củ khoai hẹ. À, bột củ khoai hẹ. Còn nếu mà bình thường người ta đút bằng bột gì? À, nhưng mà cô là đút bằng bột hẹ. Đây là khuôn mới này các bạn, mẹ mới luôn. Vừa chuyển ra mà vừa chuyển vô nữa. Những ngày Tết thì người dân sẽ tăng cường làm bánh nhiều hơn để mà phục vụ nhu cầu trong những ngày Tết rất là cao. Là các chị ở trong lò bánh này, hai chị là quan trọng lắm á. Nhanh hai chồng là hai chị thôi ha. Mình một ngày mình tráng khoảng bao nhiêu ký ta? 350 ký gạo. 350 ký. Vậy là đó ngày thường hay là ngày Tết? Ngày cận Tết. Tùy nắng ha. Cũng phụ thuộc vào thời tiết. Nếu mà thời tiết thuận lợi nắng thì sản xuất sẽ nhiều hơn. Đa số là mình bỏ sỉ ha. Tráng bằng máy thì rất là nhanh. Trước đây thì người dân chủ yếu là tráng bằng tay, nhưng mà hiện giờ mình thấy đa số các lò bánh đều tráng bằng máy rất là nhanh luôn. Bánh tráng như thế này mình sẽ trở, đó, đâu có trở không, mình phơi ra. À, và khi thấy bánh khô thì người dân sẽ chuyển vào phía trong
là công đoạn khi mà bánh tráng đã khô chuyển vào phía trong này. Trời quá trời ha. Hồi xưa là Tết rất là vui. Thường là tới dịp Tết thì ngày nào cũng phải đi tráng bánh và làm rim, cốm. Nhưng mà hiện giờ thì mua không đã có sẵn hết rồi. Những ngày này, người làm chủ truyền thống của làng nghề đang tất bật cho các đơn hàng phục vụ nhu cầu người dân trước Tết Nguyên Đán. Hơn 10 nhân công tại đây đang tất bật với công việc của mình. Mỗi người một công đoàn, nhịp nhàng trong từng thao tác. Tất cả đều làm thủ công, khéo léo và tỉ mỉ. Bà Nguyễn Thị Tấn là người gắn bó với nghề bó chổi nhiều năm nay ở làng nghề bó chổi Mỹ Thành. Những ngày cuối năm, bà cũng như các nhân công khác phải tăng ca ngày đêm để kịp sản xuất. Công việc làm chỗ đó đã trở thành nguồn thu nhập chính, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương.
nhiều hơn cho Tết làm phải nhiều hơn cho rồi tên chú làm tên ca đồ nữa. Như cái công tác là phải tên ca đồ làm thêm rồi cho nó có sản phẩm này. Vui giờ ngày nào cũng là mấy người mình không có công anh chị làm hết, chúng mình hợp được tiếng mình có bạn như là người mà người cũng như là nhỏ lớn nhỏ cũng biết phải chút đó. Cơ sở sản xuất chuỗi của ông Đoàn Trần Hùi đã hoạt động gần 40 năm nay. Ban đầu chỉ làm trong gia đình, sau đó mở rộng tuyển thêm nhân công để làm. Người thì đến làm trực tiếp hoặc nhận về nhà làm. Theo chủ cơ sở, thời điểm những ngày giáp Tết, nhân công làm không kịp đơn hàng. Sức tiêu thụ mạnh vào dịp giáp Tết bởi theo phong tục tập quán của người Việt. Cuối năm, nhà nào cũng sẽ mua chổi mới để trong nhà. Có người mua cùng lúc hơn 10 cây chổi để dùng cả năm. Ngày Tết, cái quần mới, áo mới, cái chổi mới. Cái phong tục của địa phương mình là hồi xưa vậy. Cái thứ hai là khi nhà ba anh em thì phải mua mấy cái, đỡ khi mãn 24 tháng là ba anh em thì dùng mấy cái đấy không mua nữa, đỡ sử dụng theo cái kiểu ông bà của truyền phong tục tập quán. Công việc báo chuỗi không trả lương theo tháng mà theo sản phẩm nên nhiều người tranh thủ thời gian nhàn rỗi để làm. Làm chuỗi phải qua nhiều công đoạn như tách đót, bó nhỏ, bó gỗ thân, quấn thép, bền, chặt đót. Làm chuỗi không khó, nhưng đòi hỏi người làm phải có tính tỉ mỉ khéo léo. Công đoạn khó nhất là quấn thép cán chuỗi bằng đó, phải thật chặt tay để ra sản phẩm tròn, đẹp, dùng bền. Mỗi cây chuỗi dao động từ 15 đến 35 nghìn đồng. Để người dân làng nghề có điều kiện đầu tư sản xuất, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ hướng dẫn bà con vay vốn phát triển nghề làm chuỗi truyền thống của địa phương. Đây cũng là cách để gìn giữ và phát triển nghề báo chuỗi. Chúng tôi thì đang tập trung để rồi nhờ các cơ quan có thẩm quyền như Sở Công Thương hướng dẫn làm thủ tục để cho cái làng nghề báo chuỗi Bình Thành là có thương hiệu. Một khi có thương hiệu là nó sẽ hàng hóa nó sẽ đi vươn ra xa hơn nữa. Rất mong muốn được đấy. Nghề bó chổi truyền thống làng Mỹ Thành đã có từ rất lâu đời và vẫn luôn được giữ gìn từ chính những người dân địa phương. Mặc dù phải tất bật cho những đơn hàng cuối năm, nhưng ai nấy cũng cảm thấy vui vì sản phẩm truyền thống của địa phương đã là một phần không thể thiếu, gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân.